Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay xin giới thiệu tới anh em bốn em Phú Quốc con này. Đực cái này, cái vện này, đực vàng này. Anh em có nhu cầu về con giống nhé, vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới, kết bạn Zalo, trao đổi thông tin trực tiếp anh em nha. 2 tháng rưỡi nha, 2 tháng rưỡi. Xoáy kiếm bắt đầu ra ráng này, vện đều đẹp ok này. Lưỡi đốm, anh em nào có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới, alo trực tiếp hoặc các bạn Zalo, inbox Zalo để trao đổi thông tin trực tiếp anh em nhé, inbox Zalo nha. Anh em định vui lòng không hỏi giá trên video anh em nhé, vì lý do là do nó rất là lâu cập nhật nên mình không thể đọc xe, không xem được, không thông báo thì mình không thể xem liền được. Mất công cái khi mà mình trao đổi thì anh em nó sẽ bị gián đoạn thông tin. Đấy, nếu anh em có nhu cầu về con giống. Đây, mấy em này rất là dễ thương, rất đẹp này, em làm cái này. Đây nha, anh em nha, xem kỹ video và ưng em nào thì inbox Zalo em đó anh em nha. Đấy, vện có, vàng có này. Giá hữu nghị cũng có mà giá cao cấp cũng có anh em nha, tùy theo xấu đẹp. Anh em vui lòng kết bạn Zalo. Vui lòng kết bạn Zalo, những anh nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ mình nha. Anh em ơi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.